Em xin chào các bác ạ. Hôm nay có một khách hàng có hỏi em là tấm pin mặt trời có thể chạy trực tiếp với kích điện được không? Chính vì vậy nên là bên em sẽ làm một cái video chi tiết để trả lời bác ấy. Và cũng để trả lời luôn câu hỏi là chạy như vậy nó có an toàn hay không, thì em cũng sử dụng luôn một chiếc TV 55 inch. Đây là chiếc TV nhà em đang dùng các bác nhé. Đây là dây nguồn điện các bác nhé. Dây nguồn điện đang cắm trực tiếp với thiết bị, đó là cái UPS. Hôm nay bên em sẽ sử dụng một tấm pin 400W này, kết nối trực tiếp với một cái bộ lưu điện APC. Đây là cái TV đây các bác, nó đang hoạt động đây các bác nhé. Em đang để ngoài sáng quá, hơi lóa một chút các bạn. Và nhân tiện thì bên em giới thiệu luôn tới các bác một combo gồm tấm pin mặt trời 400W và một bộ lưu điện APC 24V để anh em chạy trực tiếp điện 220. Combo này khá là rẻ, phù hợp cho những anh em mà chưa có điều kiện, có thể là dễ tiếp cận. Đây em sẽ đóng cái cửa vào các bác nhé. Đây các bác, TV đang hoạt động lấy điện trực tiếp từ tấm pin đây các bác nhé, qua một bộ lưu điện. Cái bộ này nó sẽ kích điện lên 220. Công suất của cái TV này là 120W các bác, kích thước là 55 inch. Đây các bác nhé, đây là ổ cắm này, đây là dây điện cấp cho TV này. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác xem này ạ. Đây, đây là một chiếc TV kích thước là 55 inch, công suất là 120W các bác nhé. TV sử dụng cái nguồn điện đầu vào là 220V và tần số là 50Hz các bác nhé. Khi điện từ tấm pin mặt trời đi qua bộ UPS APC thì nó sẽ chuyển đổi lên điện 220, sóng sinh chuẩn, tần số 50Hz các bác nhé. Đây là cấp cho các thiết bị điện 220 sử dụng rất là an toàn. Ở đây là cái ổ cắm rất là thông dụng nên là có thể cắm được tất cả các cái loại thiết bị điện các bạn. Đấy, còn đây là dây điện kết nối với tấm pin các bác nhé. Đây là tấm pin 400W hàng Full Black các bạn, thương hiệu của Đức. Cái lô pin này hàng xuất dư các bác nhé. Cái hàng Full Black này hiệu suất rất là tốt các bạn. Công nghệ Half Cell 10-3, pin Full Black luôn các bạn, có nghĩa là pin màu đen hết toàn bộ. Đấy, công nghệ 10 đường hàng. Đấy, công nghệ 10 đường hàng này nó cho cái hiệu suất tốt và độ bền của xe cũng tốt hơn. Pin công nghệ 10-3 và công nghệ Half Cell. Thì công nghệ Half Cell thì nó sẽ có một cái đường chia nửa ở giữa này các bạn. Pin đen toàn bộ các bạn nhé. Pin này của hãng Asitech các bác nhé, một công ty năng lượng rất là nổi tiếng của Đức các bạn, chuyên sản xuất điện gió và điện mặt trời. Đấy, tấm pin này có công suất là 400W, điện áp hoạt động là 31,2V, dòng là 12,83A, điện áp hở mạch là 37V các bác nhé. Pin của hãng Asitech Energy, đấy, có trụ sở tại Mulligen, Germany ở Đức các bạn. Thương hiệu pin Asitech này có trên thị trường nhiều năm rồi các bạn, nên chất lượng rất đảm bảo các bác nhé. Với cái điện áp hoạt động là 31,2V thì điện áp này rất đẹp. Để các bác sử dụng với hệ 24V, các bác có thể sạc trực tiếp cho ắc quy hoặc là pin lithium mà không cần qua điểm phải sạc, vẫn không ảnh hưởng gì các bác nhé. Hoặc là chạy trực tiếp với kích điện cũng giống như em đang chạy test đây các bác. Còn nếu mà muốn ổn định nhất thì các bác nên có một cái hệ lưu trữ các bác nhé. Tại vì nắng thì nó sẽ không ổn định. Kể cả các bác sử dụng những thiết bị hiện đại tới đâu thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào ánh nắng các bạn. Nếu có lưu trữ thì nó sẽ ổn định hơn. Đây là lô pin mới 100% các bác nhé, chưa qua sử dụng các bạn. Trên thị trường bây giờ thì nó có cả hàng tháo mái, hàng đã qua sử dụng. Còn đây là tấm pin mới các bác nhé. Giá là 2.150.000 trên một tấm pin mới. Công suất 400W. Đấy, thương hiệu của Đức các bạn. Em sẽ đo cái kích thước thực tế để anh em tham khảo ạ. Thì cái tấm pin này nó có cái chiều dài là 1m72 các bác nhé. Chiều dài là 1m72. Cái tấm pin này thì cái chiều rộng của nó rất là to các bác ạ. Chiều rộng của nó to hơn hẳn so với những cái tấm pin khác các bác nhé. Đấy, chiều rộng của nó là 1m13. Đấy, nó dài 1m13. So với những tấm khác thì nó chỉ khoảng 1m hoặc là 1m lẻ mấy thôi. Như tấm này nó to hơn hẳn luôn các bác nhé. Đấy,
Chiều dài là 1m72, còn chiều rộng là 1m13. Pin hàng full black, đèn toàn bộ các bạn. Công nghệ là 10+3 half cell. Công nghệ càng nhiều đường hàn thì hiệu suất và độ bền của nó sẽ tốt hơn. Kết cấu của cell bền vững hơn.